Alo, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Cả nhà có thích không? Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? Đi du lịch là như vậy thôi các bạn. CC biết là chắc có thể nhiều bạn thích cái váy này. Đây là mình vải kate. Nguyên một cái bản thun ở trên này nè, là thun lớn gần một bàn tay của CC luôn. Size small mà CC mặc rộng quá cho nên nó tụt lút xuống luôn. Đó, thành ra là small, size 6, medium các chị em mặc được cái váy này. Ở dưới người ta có may một cái phần này giống như là cái phần bèo ở dưới đó. Người ta may cặp vào một chút đó, nhìn nó đẹp. Đi du lịch là như vậy thôi các bạn. Trưa hè nóng bức chúng ta cần mình vải cateso nhẹ hút mồ hôi, những cái áo thun lạnh hoặc là áo kate hoặc là vải thun cô tông, nón nè, túi nè, áo nè, cùng một thương hiệu. Cái váy thật đẹp luôn đó. Dạng váy này ai cũng thích. Có thể là bộ đồ này CC mặc ở trong nhà này các bạn nhìn nó không đẹp đâu, nhưng mà bộ đồ này mặc đi ra đường các bạn mới thấy đẹp, tại vì nó rất là phù hợp. Thì đây là những kiểu đồ đi du lịch CC sắp đi rồi, thì đây đây chính là những kiểu đồ không bạn nào mua bỏ vô vali mang đi liền tại đẹp lắm các bạn. Rồi CC đó là lúc nào mặc đồ khi mà đi du lịch nó cũng phải tiện lợi. Thì đây, tại vì đi du lịch á, chúng ta hạn chế mang đồ, ngoại trừ các bạn lái xe thì ok, còn các bạn không có lái xe đó thì các bạn nên càng nhỏ càng gọn, giống như là một cái chúng ta có thể mặc làm hai ba cái được thì nó rất là tốt cho chúng ta đi du lịch, khỏi phải rườm rà này nọ ha, khỏi phải mất công. Đây đây là cái áo thun mình vải thun lạnh, hồi nãy CC có làm video cho các bạn rồi đó ha. Như vậy các bạn đi dạo phố nè, phố biển cũng được, hay là đi Las Vegas cũng được, hoặc là các bạn có thể đi du lịch chơi đâu đó. Trên cả tuyệt vời, rộng quá nè, rộng tới 4 phân luôn đó, còn thun nữa chứ. Thành ra CC không mặc được. Nếu đó mà bây giờ CC muốn mặc như vậy luôn thì được nè. Bụng nhỏ nè, eo nhỏ nè, nhưng mà CC cũng đâu có thể mặc được tới như vậy. Mặc như vậy đó tối tối thì ok. Còn đi buổi trưa hè nóng đó, thì chắc cũng chưa đủ can đảm để mặc như vậy đâu. Tại vì mình biết cái bụng của mình mà. Sanh đẻ rồi, ok. Thì đây các bạn, quá đẹp đúng không? Khi mặc như vậy các bạn nhớ nha, lotion và cái chai che khuyết điểm để nó che lại những cái vết ở trên bụng của chúng ta ha. Bạn nào mà hơi thiếu tự tin thì đây chính là cái túi mà các bạn cần đó. Bỏ dây xuống cho nó dài dài một chút nữa cho nó che che bớt lại nếu các bạn thiếu tự tin. Nhưng mà ở Mỹ mà đâu có ai nhìn chê các bạn đâu, chỉ có người Việt Nam chúng ta nhìn thấy cái cô đó cũng là người Việt Nam các bạn chê, hoặc là nhìn người Mỹ trời ơi tướng thấy ghê mặc đồ như vậy. Người Việt Nam mình hay có như vậy lắm, còn người Mỹ không có, tuyệt đối không có luôn đó các bạn. Họ không thích các bạn thì họ không nhìn nữa, rồi họ gì đó, hoặc là họ nhìn bạn nhưng mà họ khen một cái khác ở trên người bạn. Còn người Việt Nam của chúng ta CC đi thấy nhiều lắm, CC là người đi du lịch mà thấy nhiều, chỉ cần hai nàng với nhau thôi, hoặc là kể cả đàn ông cũng vậy nữa, tướng thấy ghê mà ăn mặc đồ như vậy. Đó là cái bệnh của người Việt Nam mình đó, bệnh đó, hay chê người ta lắm. Rồi tới khi người ta chê mình thì mình khó chịu. Đi du lịch là như vậy, cái váy này là trên cả tuyệt vời đó. Đây là mình vải kate xô nha các bạn.
Có thể các bạn nhìn như vậy các bạn không hình dung ra được lắm ha, nhưng mà nếu các bạn tin lời CC, đây là cái váy đẹp tuyệt vời luôn đó. Rộng quá, CC mới nhường lại cho các bạn đó. Nè, nguyên một cái bảng thun như vậy lận ha, gần một bàn tay CC luôn. Xuất sắc luôn, trên cả tuyệt vời. Đẹp á. Đó, đi du lịch là như vậy nè. Trong video này CC sẽ mặc hết tất cả những váy mới mua được của ngày hôm qua cho các bạn xem ha. Có rất là nhiều cái váy đã bán rồi nhưng mà CC mua lại được đó, vì nhiều bạn nhắn tin quá. CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây, váy đẹp quá là đẹp các bạn ơi. Mình vải KT ha, KT chứ không phải là KT xô. Cái này thì CC mặc vừa đó, mặc cái này nó dưới lỗ rúng nè. Thì đây chính là cái áo có thun ha, có sợi dây cho chúng ta rút lại. Các bạn muốn rút cao lên cũng được, để ngay lưng váy cũng đẹp. Mùa hè là như vậy thôi, trên cả tuyệt vời. Với những cái váy đẹp như vậy, các chị em có thể mặc được rất là nhiều áo. Đây là những loại váy để cho chúng ta mặc đi dạo phố, đi chơi, đi xuống biển, trên cả tuyệt vời. Đây, mặc những dạng áo như vậy, hãy đội những cái nón như vậy. Xì xì đó, đội vậy nè. CC thích đội vậy nè. Quái quá ha. Thích lắm các bạn, mặc mấy cái váy này thích lắm. Các bạn mặc những cái váy này nè, các bạn mặc bikini ở bên trong hai mảnh, mặc một cái bikini thôi, ở dưới là cái quần, xuống như biển một cái cởi ra xong rồi lên bờ mặc vào đi ra phố ăn, xuất sắc luôn, mê ly luôn, đẹp quá à. Cái váy này đẹp lắm. Cái này họ may những cái lớp ren lên ha, ba tầng. Nhờ cái tầng này nè, các chị em nào thiếu chiều cao thì đây chính là cái váy các chị em cần mua. Cứ thiếu chiều cao là các bạn cứ tầng là các bạn mặc đẹp à. Rất đẹp, trên cả tuyệt vời. Cái này là CC mặc vừa, mặc dầu là nó cũng rộng có thun nhưng mà vừa hơn cái nãy. Cái nãy rộng quá, cái này ok. Trước khi CC mặc thì chị em nào muốn mua thì cứ mua ha. Rồi, qua cái khác nha. Và tiếp theo, quá lịch sự và quá đẹp luôn. Đây là một cái áo, áo này giống như là vải xoa hay vải tôn gì đó các bạn. Nó nặng nặng, cái tay có thun, nó rộng như vậy lận nè. Tại vì không phải size của CC đó, cái này size lớn ha. Nếu các chị em mặc vừa thì nó sẽ ôm vô như vậy nè, nó sẽ rất là đẹp. Cái váy cũng vậy nha các bạn. Cái váy này cũng là chắc size medium quá à. Thấy CC mặc rộng rinh nè, tụt lúa. Đây là mình vải thun lạnh ha, không nhăn, lạnh ngắt luôn. Màu quá sang và quá đẹp. Ở đằng trước có cái dây cho chúng ta buộc cái nơ. Hồi nãy CC mặc cái áo hai dây bỏ trong váy cũng rất là đẹp, nhưng mà CC nhìn thấy cái áo này đẹp hơn, mà lịch sự hơn nữa nè. Đó, cho nên là CC chọn cái áo này. Đúng luôn đó các bạn. Áo này cũng mát lạnh, váy này cũng mát lạnh. Hai cái mình vải đều không nhăn. Nhưng mà cái áo này là không phải vải thun đâu nha, không phải đâu, vải gì đó không biết. Đó, vừa sang, vừa lịch sự, vừa đẹp, bộ này nè, rất sang luôn. CC nghĩ chắc medium đó các bạn, tại rộng lắm, rất là rộng luôn. Thì đây, cái màu nè, với cái bóp nè, các bạn thấy phù hợp không? Quá đẹp luôn. Cái bóp này đúng là cái màu đẹp, độc lạ luôn, cực kỳ sang và cực kỳ đẹp. Bóp này thương hiệu Michael Kors. Mê không các bạn? Đằng sau có thêm một ngăn. Các bạn cầm cái sợi dây là các bạn mê luôn sợi dây này. Đó. Mở ra thì đây là cái nút các bạn kéo xuống.
thì nó lên như vậy. Ở bên trong một ngăn như vậy, đây là ngăn dây kéo, bên này có một ngăn nữa và có thêm mấy ngăn nhỏ nhỏ cho các bạn để nữa. Đây, hiệu Mai của Khoa, một cái màu đẹp độc lạ, 458 đô, CC mua được 50% off cái bóp này đó. Cái này CC mua cho CC đó, tại vì CC thấy mắc tiền quá, chắc các bạn cũng không mua đâu, nhưng mà bạn nào muốn mua thì cho CC biết, họ vẫn còn đó. Đây, 50% off, mê lắm, đẹp thật là đẹp luôn, cực kỳ sang luôn, cái màu mê ly luôn đó các bạn. Mặc với cái váy này, đeo cái bóp này là thôi khỏi nói thôi, xuất sắc ha. Đó, CC nói mà cứ việc mua đi các bạn, cứ mua góp gió thành bão. Áo này thì mua chắc cũng vài tuần rồi, nhưng cái váy này nè với lại cái bóp này nè mới mua ngày hôm qua. Hôm qua đi vào một cái mall sang lớn của người nhà giàu mà, đi vào khu nhà giàu đó mới có được cái bóp màu này. Ở dưới CC có tiệm này mà, nhưng mà không có màu này. Mê luôn cái màu này, xuất sắc ha. Thường đó, hiệu Michael Kors các bạn chỉ thấy đa số là màu xanh da trời, màu nâu, màu kem, vân vân thôi, ít bao giờ có những cái màu như vậy đó. Quá sang, quá đẹp với cái bóp này. Đó, 400 mấy chục đô thì các bạn biết rồi. Xuất sắc, mua một cái đáng một cái. Các bạn sờ tay vào, các bạn cầm vào, các bạn mua cái bóp này liền, mua liền luôn, CC bảo đảm luôn. Đẹp quá, xuất sắc luôn, mê luôn. Mua cái bóp này mà không mua cái váy này thì thật là phí của trời nha các bạn. CC không bắt các bạn mua chung đâu, nhưng mà CC nói như vậy đó. Tại tìm được như vậy khó lắm luôn đó các bạn. Mà nhất là những cái bóp màu này nữa. Cái này của CC, nhưng mà bạn nào muốn mua cho CC biết ha. CC đi mua cho bạn, CC gọi nhỏ bạn, nhỏ bạn CC ở trên đó mà, bạn nhờ bạn mua giùm. Trên cả tuyệt vời. Cái váy này rất đẹp ha, xuất sắc luôn, trên cả tuyệt vời. CC qua khác nha. Thật tuyệt vời. Váy này là dạng váy lưng cao, dưới cái phần thun này nó ngay lỗ rúng, là tại vì CC thấy hình ha. Đó, lưng cao. Thành ra bụng các chị em nào bị trùng, bị nhăn, các chị em mặc được cái váy này, giống như CC như vậy nè, hở một chút ở trên này được rồi. Các chị em có thể mặc những cái dạng áo như vậy, nhưng mà ví dụ như không muốn hở đằng sau hay hở chút chút gì cũng được. CC có nhiều lắm đó, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ cái nào CC cũng mặc vào, không mặc được như vậy ha, rồi mất công nó giãn áo các bạn. Thành ra CC muốn là thôi, các bạn nhìn như vậy là các bạn hình dung được rồi. Các bạn muốn mua váy thì mua, CC không bắt các bạn mua chung, nhưng mà các bạn muốn CC tìm cho các bạn một cái áo thì CC sẽ chụp hình cho các bạn. Những loại áo ngắn đó, CC để ở đó đó, toàn là những loại áo CC mua đắt tiền, mình vải tốt, khoảng 20-22 đô. Nhiều khi có những cái áo nào nó phải đẹp và thật là xuất sắc luôn, nó không phải là thương hiệu nổi tiếng, mười mấy đô CC mua với điều kiện cái kiểu đó phải đẹp. Mùa hè là như vậy các bạn. Hoặc là các chị em có thể mặc những cái váy như vậy nè, với những cái áo crop top dạng rộng lẫn á, CC mê cái váy luôn, rất là đẹp luôn, trên cả tuyệt vời. Đây là mình vải tôn đó các bạn, lạnh thích thì mặc đồ bụi bụi như vậy, chúng ta nên xách những cái giỏ như vậy nè, hoặc là những cái giỏ lớn nhỏ nhỏ con như CC thì nên xách những loại giỏ như vậy. Giỏ này đựng được rất là nhiều đồ ha. Trên cả tuyệt vời. Các chị em muốn mua váy thì mua, muốn mua áo thì mua, muốn mua giỏ cho đi chung bộ thì mua. Thiệt là thích luôn, đẹp quá các bạn, thật là đẹp luôn đó.
quay một cái thôi là cái váy này. Các bạn thấy độ xòe của cái váy không? Mặc dầu là mình vải tôn xuất sắc luôn. Thiệt đẹp ha. Đó, mùa hè này vậy đó các bạn. Mặc đồ đẹp nhúng nha, nhúng nhảy như vậy. Trên cả tuyệt vời. Mình mang niềm vui tới cho mình mà. Trước đi cái đã. Rồi hãy chia sẻ niềm vui đó với người khác. Nếu mà Sisi mặc cái váy này đó, Sisi cần phải mang guốc cao lên nữa. Chứ như vậy nó phết đất các bạn, đi không được đâu, dấp. Không biết váy này sai gì. Chắc medium quá. Đây. Nhưng mà small vẫn mặc được đó. Small mà bạn nào bị cái bụng cũng mặc được. Medium cũng mặc được, tại nó là thun mà. Cái quan trọng là cái độ xòe của cái váy này. Nó như thế nào thôi. Đẹp hả? Sisi qua cái khác nha. Tiếp theo đây. Trên cả tuyệt vời. Đây là cái váy mình vải xô ha. Thương hiệu này rất là nổi tiếng ha. Ở bên trong có một lớp lót bằng thun mát bình thường thôi. May rất nhiều tầng luôn. Cho nên các chị em mặc vào là thôi, khỏi nói rồi. Trên cả tuyệt vời. CC đó là muốn mặc những cái bộ nó lịch sự như vậy nè. Để cho chúng ta đi chơi. Khi mà ở trên phố hoặc là các bạn đi ở những nơi nào đó. Khi nào mà tới những cái nơi nào mà cần cởi ra. Thì hãy cởi cái áo này ra. Thì ở bên trong có sẵn một cái áo bikini rồi. Thế là cứ như vậy mà các bạn đi xuống biển thôi. Đó là kiểu mặc đồ của CC đó. Từ ở trên condo CC đi xuống. Một là quấn cái khăn. Hai là mặc những cái váy như vậy, những cái áo rộng như vậy nè. Đi ra tới biển rồi, ngồi. Đâu phải là chúng ta vừa ra tới biển là chúng ta nhào xuống dưới nước liền đâu, đâu có. Ra đó, rồi kiếm ghế này nọ ngồi. Có nhiều khi ngồi cả nửa ngày trời luôn. Cứ ngắm người ta, rồi mình cứ ngồi để mình thưởng thức cái gió biển á. Đó. Đó rồi, lâu lâu mới thích xuống. Đá chân nước một chút xíu này nọ chơi cho vui đúng không? Đó. Thành ra mà khi ngồi ở trên đó các bạn cứ mặc như vậy. Rất là đẹp. Bước xuống nước cởi ra thì ở bên trong có sẵn một cái áo bikini rồi. Kế tới nữa là cái gì? Đói quá, đi lên nhà hàng ăn, vẫn mặc cái áo bikini ở bên trong, cầm cái áo này vào, như vậy thôi. Tại vì có rất nhiều nhà hàng, bạn mặc cái áo bikini không, họ không cho bạn vào. Cho nên là bắt buộc các bạn cần phải có cái áo thun như vậy ha. Áo này là hiệu Guess. Này đó các bạn mặc với vải xô hoặc là quần bó cái dạng bóng bóng á, tại vì cái mình vải của nó lưới lưới mà nó cũng hơi hơi có một chút gì đó bóng bóng ha. Hiệu Guess rất là đẹp, nó có một chút xíu màu tím cho nên CC đổi cái nón màu tím. Nón này là đúng nón đi biển màu tím luôn ha, đẹp độc lạ đó, không có đâu, khó tìm lắm đó. Nón này mua không có on sale nhưng mà cũng không có mắc. Và đây là cái giỏ. Giỏ này thì tha hồ để phone rồi ha. Một gang tay CC nè. Bè ngang này thì cũng cần một gang tay. Đựng được nhiều đồ lắm. Không có dây kéo nha các bạn. Như vậy, nhưng mà ở bên trong thì có một ngăn có dây kéo ha. Đựng phone, đựng mắt kính, đựng bluetooth, đựng được nhiều thứ trong này lắm. Đây. CC là thích xách giỏ như vậy nè. Rất đẹp luôn ha. Cái váy này mê lắm đó các bạn. Cái váy này là size medium ha. Rộng lắm. Small nếu mà mặc tụt tụt xuống dưới lũ rúng An Giang thì nói chung cũng được. Đó, rộng như vậy là. Mặc An Giang là như vậy nè. Thì cũng được. Đó. Nói chung là váy này CC cũng mặc được đó. Size medium. Cái áo này hình như small nhưng mà nó là dạng rộng cho nên các bạn mặc được. Medium size 6 các bạn mặc được. Đơn giản lịch sự mà đẹp. Các bạn nào cao thì mang dép đi. Tại CC thấp quá cho nên là CC phải mang guốc. Với bộ này nó có màu trắng nè. Các chị em có muốn không? Trời đất ơi, xỉu luôn. Ở trên cái mall lớn như vậy đó, họ mới có những cái màu đặc biệt như vậy các bạn.
hiệu order nè cô ơi, sorry cô là bữa mua cho cô 50 cái bó không có những cái này, là tại vì cái này đó cái khu ở dưới em không có bán, cái này là phải khu nhà giàu họ mới bán những cái màu đẹp độc lạ như vậy, nó chưa có về tới bên em đó. Mê ly luôn, nếu cô có coi video này cô cũng đừng buồn nhé. Hoặc là cô muốn mua nữa thì cô cho em biết nha. Đây, trời ơi, trên cả tuyệt vời, hiệu order là hiệu cô yêu thích nhất đây. Rất là rộng ha, để được nhiều đồ lắm. Nè các bạn, Sisi nói các bạn nghe, các bạn muốn biết nó lớn hay nó nhỏ, các bạn cứ nhìn Sisi lúc mà lôi cái giấy này ra là các bạn biết rồi. Nhiều các bạn coi mà không có để ý, rồi các bạn cứ hỏi lại CC nó lớn hay nó nhỏ. CC nè, một cái găng tay, cái bề đáy nè nó như vậy rồi. Tại CC không có cái thước không đo được. Ở sau này nè, để thẻ để gì cũng được. Cái này bằng da nha, da thật 100% luôn. Với lại CC lấy cái đó ra thì cả nhà cũng nhìn thấy là biết nó lớn rồi. Trong này còn thêm ngăn nữa nè. Ở đây có ngăn có dây kéo nữa nè. Đó. Đẹp xuất sắc. Mê ly luôn. Đây. Với bộ này, cái bóp này thì rất sang, rất đẹp. Nón màu tím nè, áo nè và bóp nè đều có màu tím hết. Xuất sắc ha. Rất là đẹp luôn bộ này, trên cả tuyệt vời. Các bạn size small mặc được đó, tại vì CC là X small mà CC còn mặc được nè, thì các bạn mặc được đó, trên cả tuyệt vời ha. CC thiệt thích luôn đó các bạn. Trời, cái bóp này mê lắm luôn đó, các bạn sờ tay vào các bạn mua liền bóp này, nó bảo đảm luôn á. Đẹp quá là đẹp luôn. Phối màu nè, trên cả tuyệt vời. Cái này cũng bằng da luôn ha, chứ không phải là bằng cái ngói gì đâu nha. Tất cả là da ha, mềm này. Mê ly luôn. Tuyệt vời luôn. Mê luôn đó các bạn. CC lên trên đó là vô tiệm order, mua hình như cũng được 8 cái, toàn là những kiểu đẹp độc lạ mà dưới CC không có, chưa có chứ không phải là không có. Các bạn muốn xách với lại cái giỏ này hiệu ghét, đi chung với cái áo cũng được, cũng rất là đẹp. Cái giỏ thì nhìn nó có vẻ có cá tánh, ngầu ngầu bụi bụi đẹp đẹp. Còn cái bóp này thì có vẻ nó sang, nó lịch sự mà nó yểu điệu thục nữ là cái bóp này. Còn cái giỏ này là giống như CC đó, tưng 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 vậy nè. Ngầu ngầu bụi bụi vậy nè. Đó. Thiệt là thích bộ này. CC qua cái khác nha. Và tiếp theo đây. Trời tối hù à, ở trong nhà đêm rồi mà đeo mắt kính không giống ai hết á, nhưng mà muốn đeo để cho các bạn nhìn thấy được, để cho các bạn xem cái nào nó có thể đi chung với nhau được ha. Đây là cái mắt kính hiệu Guess, đây là cái áo hiệu Guess, và đôi bông tai hiệu Guess, và cái ba lô hiệu Guess. Cái mắt kính này CC review lâu rồi, các bạn mua rồi. Cái hôm nay đi shopping không mua được gì nhiều đó, cũng được vài món, nhưng mà cái mắt kính này là mới mua được của ngày hôm nay. Và cái áo này nè, kỳ quá các bạn, cái này đó là người ta cắt chứ không phải CC cắt đâu nha, mà CC thấy cắt gì đâu mà nham nham nhở nhở à, nhưng mà ngộ lắm, hình như kiểu nó vậy đó. CC lấy cái áo cũ CC cắt thử CC mặc không được các bạn, mình cắt đó mình mặc tự nhiên cái nó bị làm sao đó, nhìn nó rất là kỳ. Còn á, của người ta may ra hay là sao đó không biết, người ta cắt cái mình mặc vô cái nó ôm nó đúng rồi, mà mình cắt không được. Thôi kệ đi, cứ đẹp mua các bạn. Nhưng mà với những bạn nào mà kỹ tính đó, đừng mua những cái loại như vậy ha. Cái này họ cắt không có tưa vậy nha các bạn, là tại vì cái loại nó như vậy đó,
chứ thường mà đồ của các bạn cắt coi là nó tưa te tua luôn, cái này nó không có nha, nó là như vậy luôn á đó. Đó thì đây các chị em đó, có thể mua những cái loại áo nó lửng lửng như vậy nè để mặc với những cái dạng váy như vậy. Váy này nè mình vải xô nhúng ha, nè các bạn cứ nhìn cái độ xòe là các bạn mê liền. Đây là những thương hiệu đắt tiền là luôn luôn nó có cái lớp lót ở bên trong, vải thun mát ha, đó nguyên một bộ hiệu ghép luôn, thật đẹp các bạn. Cici thiệt thích đấy. Cái này là ba lô hiệu Guess ha, đựng được nhiều đồ lắm đó, ba lô da ha. Thì cái kiểu nè vừa là cái túi xách như vậy nè, người ta design ra như vậy, các bạn không muốn thì các bạn đeo ở trên vai như vậy, khi đi du lịch là như vậy. Mặc áo lửng lửng như vậy nè, váy như vậy nè, đeo ba lô như vậy là đẹp lắm các bạn ơi, đẹp lắm luôn á. Cái ba lô này là 3 trong 1 đó. Kiểu như vậy nè nhiều người đeo lắm. Nói chung là người ta muốn làm sao cho cái tay người ta nó đỡ đơ đó, là như vậy đó các bạn. 3 trong 1. Cái ba lô này nè, hot lắm, cái này CC mua lâu lắm rồi đó, để dành đó. Lúc mới ra là CC mua liền luôn. Màu đẹp lắm, màu kem ha. Nhìn cái sợi dây này là các bạn mê luôn. Ở trong rất là rộng để được nhiều đồ lắm. Cái này cái miệng dây rút lại ha, rộng lắm luôn nha các bạn. Nè. Cái nút này nó hít lại ha. Trên cả tuyệt vời các bạn ơi. Không thích xách ba lô thì xách cái giỏ cùng màu trắng nè, rất là đẹp. Cái váy đẹp lắm các bạn. Mình vải xô đẹp ha. Cái váy này là size medium đó, mà CC cũng mặc được nè. Nó rộng như vậy nè thì nó sẽ tuột, thấy lỗ rúng nhưng mà không sao, mặc được. Những dạng váy này dễ mặc lắm. X, small, small, medium các bạn mặc được hết à. CC mặc là để cho các bạn coi, các bạn biết được là các bạn mặc được hay không đó. Chứ có nhiều bạn trời ơi hỏi CC, chị em mặc được không? Sao các bạn hỏi CC câu đó vậy? CC đâu có nhìn thấy bạn đâu. Nhiều khi CC đọc tin nhắn của các bạn mà CC cũng tức cười nữa đó. Thứ nhất là CC không biết các bạn nè, chưa được nhìn qua hình ảnh của các bạn luôn, làm sao CC có thể trả lời được là em mặc được đó. Thí dụ như người ta bán hàng, người ta cố tình, người ta muốn bán cho được đi, người ta nói được chứ em ai mặc cũng được. Sim có kiểu đó. CC phải biết bạn, hoặc là ít nhất bạn cũng phải tặng cho CC một tấm hình rồi, hoặc là bạn cũng đã mua đồ của CC nhiều rồi, thì các bạn biết đồ mặc mà kiểu này bạn có thể mặc size 4 mà kiểu khác bạn có thể mặc size 6, chứ nó không có phải là kiểu nào hãng nào cũng một size đâu, không có dạng ôm, dạng rộng, dạng xòe, dạng thế này thế kia nữa. Nhưng mà ít nhất là các bạn phải mua đồ của CC rồi, CC biết size của các bạn rồi, hoặc là các bạn phải gửi hình cho CC đó thì CC nhìn cái đó phát họa ra được. Chứ trời ơi CC chưa biết bạn là ai luôn, chị ơi em mặc được không? Trời ơi, sao biết đường trả lời trời. Đây nha. Nói chung là những cái dạng váy như vậy nè, các bạn mặc gì cũng được. Mà áo sơ mi lửng lửng bó bó, áo thun dạng crop top, hoặc là những cái áo như vậy, nói chung là mặc cái gì cũng được, rất là dễ mặc các bạn. Đó. Trên cả tuyệt vời. Áo bỏ trong váy cũng đẹp nữa đó. CC mê những cái mình vậy. Rồi, bây giờ CC tiếp tới là sẽ cho các bạn xem những cái váy mà mình đã bán qua rồi, CC mua lại được ngày hôm qua ha. Thật là đẹp. Cái váy này là mình vải KT ha. Nhưng mà KT gì đó nó bóng lắm.
kate gì đó mà nó láng mà nó mịn lắm. Ở bên trong có một lớp lót thun trên đầu gối một chút ha. Các bạn xem, họ design cái váy này. Nó xòe, nó từng từng ở trên xuống, nó lượn vòng nguyên một cái váy rất là đẹp luôn các bạn. Thật là đẹp luôn. Váy này các bạn có thể mặc lưng cao một chút hoặc là lưng xệ một chút đều được hết. CC thử với lại rất là nhiều áo luôn đó, nhưng mà CC thấy không có cái nào mà đẹp bằng áo sơ mi này. Cái mình vải thích lắm cái váy đó. Cái bản ở đằng trước là một cái lưng như vậy, nhưng ở đằng sau là lưng thun, cho nên các chị em rất là dễ mặc ha. Kiểu quá hay, quá đẹp luôn á các bạn. Rất là đẹp cái váy này. Cái này họ design đẹp quá luôn á các bạn. Thiệt là thích cái váy này luôn. Kate, cho nên mặc với lại áo kate. Đây là một cái áo thương hiệu Nan S, nổi tiếng trên thế giới nha, đắt tiền lắm nha. Chị xin mua được 50% off. Cái này size nhỏ lắm đó các bạn. Cái này size của CC đó, X-small. Nhưng mà CC mặc rộng rinh nè các bạn thấy không? Thì cái váy nó là lưng thun. Các chị em size 4, size small mặc được bộ này. Đây là cái giỏ, cũng là thương hiệu Nanette. Cái áo với cái giỏ là một thương hiệu. Mùa hè là mùa của những chiếc giỏ xách trên cả tuyệt vời. Cái nút lớn ha, ở trong này có thêm một ngăn nữa có dây kéo, rất lớn rất rộng luôn, tha hồ các bạn để đồ. Ở ngoài có một ngăn nữa nè, cái này da thật ha, rất là mềm mại luôn, các bạn không hề sợ bị gì đâu đó. Da là như vậy các bạn bóp nó thụng vô chút xíu nó phình ra. Đây, CC lấy hết giấy ra rồi. Trên cả tuyệt vời cái giỏ này đó, với thương hiệu này nữa khỏi chê. Tuyệt vời luôn. Đây là một bộ mà CC nói là thật là đẹp vừa sang vừa lịch sự. Với những thương hiệu này nữa thôi khỏi chê rồi các bạn, mê ly luôn. Trời ơi cái giỏ này nè các bạn mê lắm. Các bạn sờ tay vào cái giỏ này các bạn mua liền luôn. Nó là cái da mà da gì á mà sao nó mềm quá à. Thiệt là thích luôn. Nhưng mà tại vì người ta may cái dạng cái giỏ nó đứng á, cho nên là CC cũng không muốn bóp để cuộn lại ha. Sợ nó gãy những cái này nè. Cái giỏ này nè, quá là đẹp, không biết da gì nữa mà mềm xèo luôn đó các bạn. Nè, trên cả tuyệt vời, màu đẹp nữa, xuất sắc luôn. Cái áo với cái giỏ là một thương hiệu ha. Cái váy thì hiệu khác ha. Váy này là váy thời trang thôi à, thương hiệu ở Mỹ thôi, cho người Mỹ thôi. Rất đẹp. Các bạn không thích xách cái giỏ lớn như vậy thì các bạn xách với cái giỏ nhỏ như vậy. Hiệu này rất là nổi tiếng trên thế giới ha, ai cũng biết tới. Thật là đẹp, thiệt là thích luôn. Cái váy nó mát lạnh nè các bạn, không phải thun lạnh đâu mà mát lạnh nè, thiệt là thích luôn Lâu lâu phải mặc, thay đổi. Đẹp độc lạ là ở chỗ này nè, đúng không ạ? Thiệt thích ha. Đó, chị em nào thích xách giỏ thì xách cái giỏ này. Trời ơi, bộ này là đẹp độc lạ luôn đó. Nè, áo size XM mà CC mặc cái vai nó sẽ tuốt ở dưới đây luôn. XM mà lớn quá. Thiệt là dễ thương luôn. Đeo với cái giỏ này cũng đẹp. Nó ra một cái dáng khác. Xách cái giỏ nhỏ nhỏ này cũng đẹp. Hai cái nào cũng đẹp hết. Nhưng mà cái giỏ lớn thì nó cùng thương hiệu với cái áo. Còn cái giỏ này thì nó khác thương hiệu thôi. CC
Chị thiệt là thích bộ này luôn. Thứ nhất là cái màu, chị em nào mạnh thủy đó, thiên hạ thủy là của CC đó. Đây chính là màu phong thủy của các bạn đây, chính luôn đó. Xanh da trời và trắng. Mặc bộ này mình đi làm ăn, đi nói chuyện, đi gặp đối tác này nọ là thành công đó nha các bạn. Đúng màu luôn đó. Thế bạn là ta có cảm tình rồi với những màu như vậy. Xanh da trời và trắng. Nhìn là có cảm tình liền luôn. Rất đẹp ha. Rồi xin qua cái khác nha. Và tiếp theo đây. Thật là thích bộ này nè. Áo vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn ha, không nhăn ha. Cái váy cũng vậy. Cái váy đó là thun thun lưới các bạn, thun lưới. Cái lớp lót ở bên trong một cái loại thun gì đó mát lắm. Đây là dạng ôm ở dưới xòe, là cái kiểu mà ai cũng thích đây. Cái váy này đó là size small đó, mà CC mặc rất là rộng. Cái bản này nè, là nguyên một cái bản như vậy nhưng mà nó là thun, nó không có nhúng vậy ha, nó là cái bản giống như là bản quần tây vậy đó, nhưng mà ở bên trong nó là thun. Sợi dây này là dây giả thôi ha, sợi dây thần này rất là dễ thương đó. Cái váy là size small. Cái áo này thiệt là thích luôn đó, mê lắm luôn đó. Rất tiếc là không có size của CC. Có là CC mua liền. Là tại vì sao? CC không mặc được tay dài, nhưng mà cái dạng rộng mà thụng thụng như vậy nè CC mặc được. Là thụng lạnh nó rất là phù hợp với lại cái váy này, cho nên CC mặc vào ha. Vì hai cái nó đều thụng thụng giống như nhau mà nó lạnh nữa. Cái áo này ở dưới có cái bo, CC phải gài lại như vậy là tại vì cái áo này không đúng size của CC. Áo này là size medium, thành ra nó rộng quá nè, cái vai nó tuột ra tới đây rồi đó, nó rất là rộng luôn ha, cho nên là CC phải gài đỡ lại, nếu không nó sẽ thấy như vậy. Các bạn mặc đúng size các bạn thì cái áo này là đẹp trên cả tuyệt vời đó. Các chị em muốn mua áo thì mua, muốn mua váy thì mua ha. Áo này thì rất là dễ mặc luôn, mặc với bất kỳ quần tây, quần jean, quần sọt, áo đầm, váy đầm. Đây là cái áo mê lắm đó, CC nói thật đó. Một bộ này là đẹp như ý luôn, với CC là tuyệt vời. Nhưng các bạn muốn mua riêng thì các bạn mua ha, không thành vấn đề. Cái áo này nè, chị em nào đó mà không có mua được những cái dạng áo như vậy, áo trắng hoặc là áo đen, thì đây, hãy đến với CC. CC mê những cái như vậy lắm, cho nên CC lựa đẹp lắm. Đẹp từ mình vải tới kiểu dáng luôn. Những áo này cũng rẻ tiền, những áo này đâu có on sale gì đâu các bạn. Bao lâu luôn cũng không on sale. Dịp lễ on sale 10% là xong. Áo này là thời trang thôi, nhưng mà thời trang đắt tiền chứ không phải là rẻ 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 rẻ, không có. CC ít có mua những cái loại mà như vậy lắm. Đây, rất là đẹp luôn. Áo này là khỏi chê rồi, khỏi chê luôn á, mê luôn á. Rồi coi như là hết cái phối rồi đó. Thì bây giờ CC sẽ cho các bạn xem những cái váy mới mua được ngày hôm qua, nhưng mà những cái váy này đã bán qua hết rồi. Các bạn nhắn tin rất nhiều luôn. Chị ơi em chờ, chờ tới bao lâu cũng được chị. Có, chị nhớ mua nha chị. Thì đây CC sẽ cầm lên cho các bạn xem ha. Chị em nào nhanh trả tiền cho CC trước thì cái váy đó sẽ thuộc về các bạn. Chỉ có vậy thôi. Đi xa xôi lắm đó mới mua được đó. Chứ dưới CC đi hết rồi, không có nơi nào còn hết. Rất là quen thuộc đúng không ạ? CC mua được thêm 3 cái nữa, đều là size small hết. Là tại vì sao? CC thấy đó, size small, size X small, small, medium đều mặc được. Đó cho nên CC mua, tại vì nó là lưng thun mà các bạn. Chứ bây giờ mà CC mua tới size medium hoặc là size large thì các bạn mặc cũng rộng. Các bạn nào mà bị cái bụng to mà cái eo nhỏ
cái mông to thì cứ mua váy mặc cho CC đẹp lắm luôn đó, thật lòng luôn đó. Các bạn thấy mỹ không, mông to thật to, toàn là mặc váy không, đẹp lắm. Thì đây nha, cái này size small, các bạn nào muốn xem kỹ hơn thì vào video cũ CC có mặc đó cho các bạn xem. Cái này cũng là size small, cái CC để lại mặc ở bên kia cũng là size small luôn. Và đây, cái này nhiều bạn thích lắm luôn nè, thấy cái CC mua liền luôn đó. Màu này đẹp lắm, dễ mặc, nhất là mùa hè nữa. Không biết size gì nữa các bạn ơi, ghi xong. Và đây, cái này là rất là nhiều các chị em thích nè, đúng không? Cái mà mình vải kate mà màu cà phê sữa thì không tìm ra, nhưng mà cái này thương hiệu nổi tiếng hơn. Cái mình vải này nó giống như là mình vải xoa vậy đó. Đây, cái này là nhiều bạn nhắn lắm nè mà CC không nhớ được bạn nào thôi. CC không có nhận tiền của bạn nào hết đó, cho nên bạn nào nhanh thì mua được ha. Và đây là cái váy chiếc thuyền nè, rất là nhiều các bạn nhắn cái váy này luôn nè. Đó. Thì coi như là mua thêm được 2 4 5 cái. 5 cái này là đã bán qua rồi. Và mua lại được ngày hôm qua ha. Chị em nào nhanh thật là nhanh sẽ mua được. Đừng có xí để đó mà hãy trả tiền cho CC rồi hãy để đó. Ok. Rồi, các chị em nào thích cái nào? Các bạn ở Việt Nam chụp lại màn hình gửi cho anh Sa. Số phone của anh Sa 098 257 1934, kết bạn với anh Sa bên Zalo. Các chị em ở Mỹ nhắn tin nhớ gửi hình cho CC nha. 706 987 9063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706 987 9063. Tất cả các chị em chúng ta nếu muốn mua được hàng của CC hãy chụp lại màn hình và gửi cái hình đó cho CC. Chứ CC thấy mấy bữa nay đó các bạn viết nhiều quá luôn, CC không đọc được. Tại vì CC nói mà suốt ngày là CC ở ngoài đường đi shopping à. Các bạn viết CC không đọc được đâu. Gửi tấm hình qua nhìn thấy tấm hình là hình dung ra được liền. Ờ đó, cái đó, cái đó, cái đó. Trời ơi, đang lái xe sao đọc chữ được các bạn. Đó, rồi rồi rồi. CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye, I love you.